với anh xã của em là đón mẹ lên liền luôn. Mình với mẹ như nào, có gặp khó khăn gì không? Lúc chỉ có khó khăn một chút xíu là lúc mà vợ chồng em mới cưới á, thì là mẹ thì mẹ rất là mong cháu, cũng hay nói là có bầu này nọ sớm á, thì em cũng lúc đầu em cũng chia sẻ mẹ là bây giờ mẹ cho vợ chồng con 2 năm đi, vì tụi con mới cưới nhau thì tụi con cũng cần làm kinh tế, để từ từ một thời gian rồi tụi con có bầu. Thì mẹ không nói gì hết. Về sau thì mẹ có đứng nói, mẹ bảo chứ bây giờ 3 năm không có con đó là trả dâu đó nghe. Cũng như mình hâm cho nó có bầu sớm sớm. Em thấy rất là áp lực vì cái chuyện 3 năm có con thì trả dâu, thì lúc đó em mới cưới được 4 tháng thôi. Thì nghe cũng thấy buồn. Nhưng mà nói điều đó sợ, có sợ con dâu buồn không? Thì nó buồn cũng phải chịu thôi. Qua bà xui chơi của bà xui mất cúng đất. Thì đằng này thì tôi cũng tính là cho nó không thẳng thì nó có con. Rồi cái bà xui nó bà về bà đốc nó kêu nó có con đi nha. Đó bây giờ cái nó có con thì tôi ở dưới cái nó điện vợ con có bầu rồi nha. Cái gì đo đo gì lằn gạch vậy không biết. Ngủ không được luôn á. Nó có bầu đó. Cứ thao thức thao thức, cứ chập chờn, nó nhớ nhớ, nó có bầu mừng hết sức luôn. Sanh ra rồi đâu có giữ được đâu. Bồng lên là khóc Chỉ hai vợ chồng với bà xui thôi. Ủa nhưng mà con là người Bắc hả? Dạ, người con Bắc. Người gốc Bắc. Ở đâu? Con là người ở Hưng Yên ạ. À, ăn uống rồi về phong văn hóa phong tục này kia làm sao cô? Ăn uống thì cũng bình thường thôi, cũng hòa đồng. Thường là cô là người nấu ăn chính hay là Hà là người nấu ăn chính cô? Tôi nấu ăn chính. Nấu ăn thì nói giờ mẹ nấu vậy đó, giờ con ở Bắc thì mẹ ở Nam, giờ con ăn cái đó ăn có được không? Miễn được thì mẹ nấu lợi, còn không được thì con nấu. Lúc đi chợ thôi được mẹ ơi. Nhưng mà chắc lúc mới đầu cũng khó ăn lắm đúng không hả? Dạ không, nói chung là mẹ nấu ăn thì ngon lắm. Nói chung là nó không phải là quá ngọt theo người miền Tây mà nó vừa luôn á. Là em cũng sống ở trong này từ bé. Rồi như vậy thì hai mẹ con mình hợp nhau điểm gì nhỉ? Chắc là làm đẹp á chị. Tức là cái mẹo là làm đẹp á, chỉ cho mẹ cái hai mẹ con cùng làm đẹp với nhau. Sao mà mẹ chồng chê con dâu xấu rồi? Bởi vì thì thấy nó xấu vậy. Có bao giờ nói trước mặt bà xui không? Đâu nhé. Đâu có nói đâu. Mình nói con dâu mình nó xấu vậy đó. Bên ngoài bà con nó thấy đẹp thì người ta khen. Wow. Dạ, con có chúc quà nhà làm gửi chú Quỳnh Linh và chị Lê Lộc ạ. Trời ơi. Cảm ơn con nha. Ủa chú. Rồi gửi con nè. Người của chú. Mình chia đều chứ. Dạ. Chương trình rất là vui khi chào đón cô với là con tham gia chương trình. Mời cô giới thiệu về mình. Mình là Lê Thị Nhành, năm nay 63 tuổi. Dạ, đây là con dâu hả mà? Con dâu thứ mấy rồi cô hả? Một đứa à? Dạ. Con một ông, luôn. Ông xã ông mất lâu rồi. Ông mất năm nay 11 năm rồi. 37 tuổi mới có chồng. Dạ, xin mời chị giới thiệu về mình ạ. Dạ, con chào chú Quỳnh Linh, em chào chị Lê Lộc cùng khán giả trong trường quay ạ. Con tên là Trần Kim Hà, năm nay con 22 tuổi ạ. Wow. Hiện con đang làm dâu của mẹ được 2 năm rồi ạ. Dạ, hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Bình Dương. Có em bé chưa? Dạ, em bé hiện tại là được 3 tháng rưỡi tuổi ạ. Chúc mừng luôn. Cái ngày đầu tiên á là cô gặp con dâu còn rất trẻ nè, thì cô cảm nhận gì? Con đó nó cũng có người yêu rồi. Đó, rồi nó chắc về. Lúc đó về bằng đêm. Nó bằng ngày thấy cũng được mà cái nút ruồi. Nó sao mà con có cái nút ruồi? Con có một cái nút ruồi ở ngay khóe mắt nè. Nó nói con gái nó khổ lắm, thấy nó xấu. Thấy nó khổ tội nghiệp. Bây giờ rất vui đâu rồi con? Con tẩy rồi. Lần đầu tiên con thấy con dâu xinh gái là sao? Là xấu thấy gái? Xấu. Xấu hả? Xinh đẹp mà. Tôi thấy xấu vậy chứ. Mặt này mặt điện ảnh đó. Chắc có chồng rồi, nó trở lại nó đẹp. Rồi cái lần đầu tiên khi mà Hà gặp mẹ chồng đó, Hà ấn tượng điều gì? Do là hai vợ chồng em á là làm việc chung công ty, rồi quen nhau là chỉ có anh ấy là hay về nhà em chơi thôi. Còn em là chưa được về nhà anh ấy trong thời gian quen nhau. Chỉ khi mà hai đứa là quyết định là đi tới hôn nhân á, thì là bắt đầu là anh ấy mới dẫn con về nhà. Lúc đó là về Cà Mau là tầm chiều á, thì tới khoảng chừng 3 giờ sáng, 3-4 giờ sáng á, tới nơi. Cái bất ngờ chút xíu là vô gặp nhà chồng á, tụi con cứ nghĩ rằng là những cái căn nhà mà
họ nhà của chồng nghĩ là những cái nhà đó là những nhà cổ hay là những cái nhà mà người ta dựng lên mà người ta để đóng phim á, như kiểu nhà đất lập lá xung quanh vậy á. Đó là cái đó hơi bất ngờ xíu. Vô thì thấy nhà ông trúng chương à, thế chồng bảo là nhà anh không có gì hết, chỉ có mỗi cái máy bơm nước thôi, bơm nước là chỉ giá 1,4 triệu thôi. Đó, thế là nhìn vậy thì mới bảo với chồng là sao mà thấy mẹ sống một mình mà khổ quá. Thôi bây giờ vợ chồng mình mà có cưới nhau xong á thì mình đón mẹ lên trên thành phố ở với mình đi. Thì lúc đó gặp thì thấy mẹ hiền lắm, mẹ không, tức là tối rồi nên là mẹ ít nói, đến sáng mai bắt đầu hai mẹ con mới nói chuyện với nhau. Rồi cái lần nói chuyện đó thì cảm thấy mẹ là người như thế nào? Mẹ người hiền. Và hàng xóm xung quanh thì người ta nói bà làm dâu bà đó là hiền lắm á. Nhưng mà cô sống một mình cô hả? Có một mình à? Mình với cái máy bơm nước thôi đó hả? Ở nhà. Không có con cháu, không có ai hết trơn á. Không, mình nên à. Trời đất ơi, sao không lên ở với con trai hay là như thế nào đó? Lúc đó thì nó có gãy làm, đang làm mía. Rồi đâu có đi được. Sao nó đi cưới vợ rồi. Hai chồng mới nói thôi giờ mẹ cực khổ lắm, có mình nên à. Ở đây đêm hôm thì bệnh hoạn không có ai. Dạ đúng rồi. Mẹ lên trên mẹ ở đi. Tôi lên ở thì cũng nút hôm mà ăn buồn nằm. Bắt là vô nghe cái dâu nè nó mới nói thôi giờ em với anh sắm cho mẹ cái vô tiếng. Cho mẹ ở nhà mẹ coi chứ để bán ngồi nằm thấy buồn quá, thấy tội nghiệp quá à. Dạ. Ở chỗ thì sáng ta đi hết rồi. Sắm vô tiếng coi mẹ chồng bằng dâu ha. Ngân ngại, hãy đăng ký ngay tại fanpage Mẹ Chồng Nàng Dâu hoặc gọi hotline để có những kỷ niệm đáng nhớ cùng Mẹ Chồng Nàng Dâu. Rồi những cái ngày đầu mà mình mới cưới về đó, mình có về nhà làm dâu mẹ được ngày nào không? Dạ có, thì đám cưới xong vợ chồng là em nó bàn với anh xã của em là đón mẹ lên liền luôn. Mình với mẹ như nào, có gặp khó khăn gì không? Lúc chỉ có khó khăn một chút xíu là lúc mà vợ chồng em mới cưới á, thì là mẹ thì mẹ rất là mong cháu. Cũng hay nói là có bầu này nọ sớm á, thì em cũng lúc đầu em cũng chia sẻ mẹ là bây giờ mẹ cho vợ chồng con 2 năm đi vì tụi con mới cưới nhau thì tụi con cũng cần làm kinh tế để từ từ một thời gian rồi tụi con có bầu. Thì mẹ không nói gì hết. Về sau thì mẹ có đứng nói là mẹ bảo chứ bây giờ 3 năm không có con đó là trả dâu đó nghe. Cũng như mình hâm cho nó có bầu sớm sớm. Em thấy rất là áp lực vì cái chuyện 3 năm có con thì trả dâu, thì lúc đó em mới cưới được 4 tháng thôi. Thì nghe cũng thấy buồn. Nhưng mà nói điều đó sợ, có sợ con dâu buồn không? Thì nó buồn cũng phải chịu thôi. Qua bà xui chơi của bà xui mất cúng đất. Thì đằng này thì tôi cũng tính là cho nó không thẳng hả, nó có con. Rồi cái bà xui nó bà về bà đốc nó kêu nó có con đi nha. Đó, bây giờ cái nó có con thì tôi ở dưới cái nó điện vợ con có bầu rồi nha. Cái gì đo gì lằn gạch vậy không biết. Ngủ không được luôn á. Nó có bầu, nó cứ thao thức thao thức cứ chập chờn, nó nhớ nó có bầu mừng hết sức luôn. Sanh ra rồi đâu có giữ được đâu. Dạ. Bồng lên là khóc à. Chỉ hai vợ chồng với bà xui thôi. Ủa nhưng mà con là người Bắc hả? Dạ, con người gốc Bắc. Ở đâu? Con là người ở Hưng Yên ạ. À, ăn uống rồi về văn hóa phong tục này kia sao cô? Ăn uống thì cũng bình thường thôi, cũng hòa đồng. Thường là cô là người nấu ăn chính hay là Hà là người nấu ăn chính cô? Tôi nấu ăn chính. Nấu ăn thì nói giờ mẹ nấu vậy đó, giờ con ở Bắc thì mẹ ở Nam, giờ con ăn cái đó ăn có được không? Miễn được thì mẹ nấu lợi, còn không được thì con nấu. Lúc đi chợ thôi được mẹ ơi. Nhưng mà chắc lúc mới đầu cũng khó ăn lắm đúng không hả? Dạ không, nói chung là mẹ nấu ăn thì ngon lắm. Nói chung là nó không phải là quá ngọt theo người miền Tây mà nó vừa luôn á. Em cũng sống ở trong này từ bé. Rồi như vậy thì hai mẹ con mình hợp nhau điểm gì nhỉ? Chắc là làm đẹp á chị. Tức là cái mẹo là làm đẹp á, chỉ cho mẹ cái hai mẹ con cùng làm đẹp với nhau. Sao mà mẹ chồng chê con dâu xấu rồi? Bởi vì thì thấy nó xấu vậy. Có bao giờ nói trước mặt bà xui không? Đâu nhé. Đâu có nói đâu. Mình nói con dâu mình nó xấu vậy đó. Bên ngoài bà con nó thấy đẹp thì người ta khen. Chứ mình đừng có nói là tự mình nói là ô con dâu mình đẹp, người ta thấy xấu người ta chê, người ta nói trời ơi bà đó sao con dâu mới xấu quá mà bà khen. Bà khen ừ. Để cho bên ngoài người ta thấy người ta khen thôi. Còn mình là mình cứ chê. Mình cứ chê. Còn quá. Vậy là con biết là con đẹp lắm á. Ở nhà mình chê thôi. Dạ. Nói chung là mẹ cũng hay chê con xấu.
Vậy hả? Dạ, mẹ cũng hay bảo là bố mẹ con là sao mà anh Xui đẹp trai quá mà chị Xui nhìn đẹp gái mà sao đẻ ra con Hà mà nó xấu quá. Bởi vì anh Xui chị Xui là đẹp mà sao mà đẻ xấu quá vậy? Trời ơi, cô ơi, gương mặt này con gọi là gương mặt điện ảnh đó cô. Ta đẹp muốn chết mà chê xấu hoài. Xấu hoài, khi nó buồn á. Kệ buồn chịu chứ thấy lúc đầu cũng buồn mà chê nhiều quá cũng không buồn. Không buồn nữa. Cứ vậy cái ăn cơm nói mẹ ơi mẹ sao mà anh Kiệt uống cái sữa gì mà cao quá vậy, mẹ mua cho con uống coi. Trời, cứ vậy hai tuổi rồi còn được uống sữa nhất không, ăn cơm rồi ngủ hai chồng rồi con nhỏ đi ra mua dây gì nhảy ăn cơm cái bụng no. Trời đất ơi, đâu có 4-5 đêm về rồi bỏ luôn. Hai mẹ con mình chưa hợp nhau điểm gì không hả? Một phần là phong tục hơi Bắc Nam một tí xíu á. Mẹ hơi như là hơi mê tín một tí. Lúc mà em mới sinh em bé thì em bé mình nó còn trong cữ thì khó, như là nó hay khóc nhè. Thì lúc đó là em bé nó khóc thì mẹ có hai lần mẹ bảo với em là ôi đưa nó đi thầy đi, đưa, kiểu như đưa thầy cúng đi, xong rồi về nó người ở quê người ta làm vậy là hết không à. Lúc đó em giống như là em thì bảo thôi có gì nếu như trẻ nó bị gì mình đưa nó đi bệnh viện, nếu nó khóc nhiều quá thì mình đưa nó đi bệnh viện, chứ còn cúng thì con không có tin. Thì lần hai mẹ cũng gọi lại mẹ bảo bây giờ nó khóc nhiều quá thì thấy dỗ cực quá rồi, thôi đưa nó đi thầy đi. Ở quê hết, ai cũng vậy hết. Hết không cô? Không, thầy lễ phong chứ không phải là bệnh hoạn gì. Khóc mà thầy làm nín không? Lễ hết nó nín là nó không có giật mình nữa. Nghe lễ lưng thôi, kêu lễ phong cái kim, cái mai kim đồ hả? Kim lễ ngay đây hả? Là nó nín hả? Trời đau không khóc đêm, không giật mình. Thì con cũng sợ. Sợ. Dạ. Nhưng mà ra tháng này em bé ngoan cực kỳ luôn. Con của con đưa đi lễ luôn hả? Dạ không, con không, nó không đưa. Con không đưa lên là chắc là làm buồn. Không có cúng kiến gì hết trơn á. Con có buồn không? Buồn. Bây giờ là khoa học tiến bộ rồi. Ngày xưa mình có thể tin được nhưng bây giờ cái gì nó phải khoa học. Đôi khi con nít đó, mình làm không đúng đó, đôi khi nó bị viêm nhiễm. Dạ đúng rồi. Hôm nay thì chồng con có gửi cho chương trình bức thư, chú sẽ đọc cho cả nhà nghe nha. Con biết là mẹ thương con nhiều lắm, con mong mẹ sẽ thương vợ con y như vậy mẹ nhé. Vậy là nghi là mẹ không thương nó, thương vợ nó ít hơn nó đó. Vợ con mới sinh xong, tính tình hơi nhạy cảm, con mong mẹ đừng kể về người yêu cũ của con hay nói chơi vu vơ làm vợ con buồn, mà hãy bớt vô tư lại một chút xíu mẹ nhé. Vợ ơi, anh biết em chịu nhiều thiệt thòi và thời gian khổ khi cưới anh, anh mong em hãy thương mẹ anh như mẹ ruột em nhé. Anh mong vợ hãy nói chuyện chia sẻ với mẹ nhiều hơn nữa, hãy cứ yên tâm để mẹ chăm sóc cháu nhé. Với có một chuyện mẹ nhớ không, lần đó đó vợ con mang bầu vượt mặt rồi, hai vợ chồng thì đều đi làm tối về, ăn cơm xong thấy vợ rửa nhiều bát quá, con mới phụ vợ tráng bát thì mẹ dành không cho con làm. Tính con ít nói nên con không biết phải nói sao cho đẹp lòng mẹ và đẹp cả lòng vợ nữa, lại để vợ làm một mình vợ lại buồn, con rất là khó xử. Con mong là sau khi tham gia chương trình hai mẹ con sẽ hiểu và thương nhau nhiều hơn. Sao con thấy hơi chồng không biết được không? Vì đó giờ chồng con rất là ít nói luôn, không bao giờ mà lãng mạn được như vậy. Hôm nay viết rồi rất là xúc động. Cô thấy sao cô? Con cô nó hiền, nó ít nói lắm. Nó có bao nhiêu chuyện thì nói bao nhiêu à. Dạ. Nhưng mà ảnh có nói là cái điều là cô hay vô tư á. Nhắc cái người yêu cũ á. Mẹ thì hay kể, bữa mẹ kể Kiệt bữa nó dẫn con, hồi trước nó dẫn con nhỏ kia nó về, nhỏ nó cao lắm, xinh lắm, nhỏ đó là xứng với anh Kiệt rồi đó. Nghe cảm giống như con không xứng. Thôi, mình có con dâu quá tuyệt vời vậy rồi, đi so sánh chi. Mà con dâu nó mới đẻ cho mình đứa cháu nữa, phải đúng ý cô không? Đúng không? Đẻ đứa cháu mạnh lắm. Dạ, cưng luôn. Dạ, được rồi. Con trai nói rất đúng chỗ này, là có lẽ là con trai là con một, mẹ quá cưng con nên không có cưng ai nữa hết trơn á. Thấy cái đó cũng là một cái thiệt thòi của cô con dâu mình. Nhưng mà chú nghĩ thế này nè, con biết tính mẹ rồi, mẹ nói vậy thôi cũng vô tư thôi, chứ mẹ không có để bụng gì hết á. Thậm chí đôi khi mẹ hơi vô tư ở mình nó quen rồi. Theo con nghĩ thế này nè cô, con một thì dâu cũng là dâu một à,
thì con dâu, thì con dâu cũng như con gái. Nhiều khi thương hơn con trai một luôn. Rửa thì đứa nào rửa cũng được hết trơn á. Mà thấy nó mệt, thấy mà nó không rửa thì tôi cũng rửa nữa. Nhưng mà đây nè, mang bầu bụng bự đứng rửa chén còn mệt hơn nữa đó, đúng không? Một hai lần đó thì rồi, không còn nữa. Thì sau này cô cho con trai mình phụ vợ không? Cho chứ. Cô muốn có cháu nữa không? Có một đứa nữa. Muốn có nữa thì phải thương con dâu nhiều vô nó mới chịu đẻ. Thương chứ. Thương giờ, giờ sao thể hiện tình cảm cho coi cái coi. Ôm hùng nha. Ôm hùng mình dâu cái. À. Nói chung là cũng mới thôi. Chú nghĩ rằng là mẹ con không có gì đâu. Mẹ con rất thương con. Mình ở mình nên cũng ít nói. Buồn làm như là trầm cảm vậy. Đi đâu ít đi đó. Sớm về ngủ đi chơi chứ không có đi. Con biết là mẹ chỉ vô tư nói vậy thôi chứ mẹ không có ý gì cả. Con thì con còn trẻ người non dạ nên là nhiều lúc con làm mẹ buồn thì mong mẹ là cho con xin lỗi. Có gì mẹ nói thẳng với con để con sửa. Mẹ có muốn con dâu thay đổi điều gì không? Cũng làm cũng được rồi, dâu làm cũng được thì không ở hai năm nay chứ không có mà gây lộn. Tôi cũng đi mà không biết có gây lộn không. Nè, nó luôn phụt phụt như trẻ. Đang tê 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 luôn. Lên bình tĩnh đi, lên giờ ngậu đã tay luôn nè. Để con kiếm cho cô người tri kỷ mới nha. Ờ, kiếm đi. Có chương trình bạn nguyên hò. Chúc cô mình khỏe nè ha. Chúc cho hai chồng hạnh phúc. Người Cà Mau dễ thương vô cùng. Và gửi tặng gia đình một kỷ niệm của chương trình. Con cũng xin được thay mặt chương trình gửi tặng cô và Hà một ít quà. Đây là Ala Bio với thành phần 5 Ala được chứng nhận lâm sàng về hiệu quả tăng cường chuyển hóa đường thành năng lượng, giúp ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị đái tháo đường. Còn đây là nước giặt xả đậm đặc Sanzot với công thức đặc biệt giúp giữ màu quần áo luôn tươi mới, thơm ngát và tạo cảm giác thoải mái khi mặc. Sản phẩm được nhập từ Thái Lan bởi công ty THT Việt Nam. Xin gửi tặng cô và Hà. Cảm ơn cô và Hà đã đến tham gia chương trình ạ.